Nên tiếp cho bác một em quạt nữa nhé. Dòng quạt cây đời, dòng này gọi là đời tống, đời cổ đấy. Cổ thì cổ thôi, nhưng mà rất là nhiều bác săn tìm. Đấy, con này cổ. Được chưa? Con này là màu xanh, xanh này là xanh gì nhỉ? Xanh dương là màu xanh như kiểu là chuối rồi, còn xanh này là xanh đậm rồi bác. Đấy. Dòng này gọi là cao 1,5 m đến 1,8 m trên nữa, lồng trên. Đế gang hết, thân gang. Củ này cũng bằng gang. Củ này cũng bằng gang bạn. Đây, gục bằng gang tất. Thép hết, tất cả bằng thép, tất cả lồng đây bằng thép tất. Lồng bằng thép tất. Con Nationan bác nhá, Nationan. Nhìn cái dây của nó này. Quạt bao nhiêu năm rồi mà nhìn dây nó vẫn mềm nhũn phê này. Không đùa được. Thép. Đây là ống thép ra. Trong này nó có một cái lò xo dài lắm bác. Khi bác nào lấy lại em phải tháo ra. Tháo ra mà chuyển lên cho bác đấy. Em cho các bác một cục đuổi nguồn nằm theo nhá. Đây là cục đuổi nguồn nằm theo nó này. Đuổi nguồn này. Nằm theo nó. Lắp với em cuốn bằng dính vào đây luôn cho bác, để tránh các bác rút thì ra bác cắm vào điện 220 là thôi mất đấy. Để thế cho nó an toàn. Đấy. Nhà tiêu nan. Đây. Đấy, có nhìn chưa? Thông số của em nó đấy. Điện 100V. Đây. Con này hai số bác nhá. Đời cổ, hai số. Tức năng rút. Mức giá 6,8 triệu ạ. Em này là 6,8 triệu. Qua trời nó mưa bão quá nên phải dọn hết đồ đi các. Mưa bão đấy. Đây. Để hết tất cả bác nhá. Đế, đế gang, đế thép hết, đậy gang này, gang này, đúc gang hết này. Tất cả bằng gang hết bạn. Dòng này thì nó có cái rất lợi cho các bác là bác nào không thích màu này ấy. Về bác có thể gửi ra hiệu nhé. Anh em người ta vệ sinh, người ta đánh, người ta sơn màu trắng, màu vàng, màu nhũ, màu gì theo các bác thích. Thoải mái. Đẹp xuất sắc nữa thì may mất 300-500 nghìn là đẹp xuất sắc luôn nha bác. Đấy. Đi chưa? Đây để mà êm không bác, êm du luôn này. Em đứng trước quạt cho bác nhìn nghe này. Đấy bác cứ đeo tai nghe vào, bác nghe thấy tiếng gió như nào bác biết luôn. Tắt. Dòng này dòng cổ bác nhé, hai số nhé, quạt xưa hai số, quạt bây giờ thì toàn 3 số với 4 số thôi. Đó. Tung năng rút đây. Ok. Rồi, con này 6,8 triệu ạ. 6,8 triệu, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.